Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam một vị mục tử nhân hiền là Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. Là một Kitô hữu, Cha đã song xứng đáng ơn gọi làm con Chúa với lòng tin son sắt, lòng cậy bền đỗ và lòng kính mến dạt dào đối với Chúa, với Giáo hội và với con người. Là một linh mục, Cha là hiện thân của Đức Kitô, vị mục tử tối cao, đã tự nguyện hiến dâng mạng sống mình để đoàn chiên được sông và sông dồi dào. Là một tông đồ luôn thao thức loan bao tin mừng, Cha là họa ảnh của lòng Chúa xót thương, hay thương xót những người nghèo khổ, yêu đau, tội lỗi. Đặc biệt, Cha rất thương yêu anh chị em lương dân và thường chuyện cầu ơn Chúa cho họ, khiến ai nấy đều quy mến và chạy đến xin Cha giúp đỡ. Nhờ Cha nguyện giúp cầu thay, xin Chúa thương ban cho chúng con điều chúng con đang cầu khẩn, với niềm hy vọng sớm thấy Cha được vinh hiển trong hàng ngũ các thánh trên thiên quốc. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Trời lòng lành vô cùng, đã đoái thương xem nước Việt Nam, ban ơn cho anh em chúng con được phúc tử vì đạo. Xin Chúa con vì công nghiệp Cha Thánh Phanxicô Trương Bửu Diệp, nghe lời chúng con cầu xin cho chúng con được bắt chước Cha Thánh Phanxicô Trương Bửu Diệp, làm sáng danh Chúa con ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng hưởng phúc vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, là đấng hay thương xót, con tạ ơn Cha đã cho con được sống đến ngày hôm nay và được hiện diện trước nhan Cha trong giờ phút này. Con đến với Cha lần này nữa cũng để xin Cha rủ lòng xót thương, ban cho con ơn chữa lành. Lạy Cha là đấng chữa lành và ban sức mạnh, con nhận biết tất cả ơn phúc ban xuống cho người thế đều đến từ Cha, và mọi ơn chữa lành cũng bởi Cha mà thành sự. Nhưng hôm nay Cha lại linh ứng cho con chạy đến kêu cầu cùng Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, người con đức hạnh của Cha. Cha muốn cho nhiều người tin nhận tấm gương quả cảm của Cha Phanxicô đã hy sinh hiến mạng vì đoàn chiên, và sự kinh tin cậy trông vào Cha Phanxicô cũng không ngoài mục đích quy hương làm sáng danh Cha. Vậy lạy Cha, giờ này sự hiện diện của con trước linh ảnh Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp đây là chứng tỏ con đã làm theo ý muốn của Cha, thì xin Cha hãy thương nhận lời con cầu xin nhờ lời chuyện cầu của Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp và công nghiệp của Ngài mà ban cho con được lành bệnh. Cui xin Cha là đấng đầy lòng thương xót, xin Cha xót thương con cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bảo người phong hụi trong tin mừng thánh Matthew, khi người phong hụi thưa với Chúa rằng: Lạy Ngài, nếu Ngài muốn là Ngài chữa tôi được khỏi bệnh. Và Chúa đã bảo anh,
Tôi muốn, tôi cho anh được khỏi bệnh. Vậy con cũng xin thưa, lạy Chúa, nếu Chúa muốn, là Chúa cho con được khỏi bệnh. Amen. Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa chết và sống lại. Chúa còn đang sống lại. Chúa đang chủ trị trời đất vạn vật. Chúa đang chủ trị hồn xác bệnh tật con. Giêsu Kitô là Chúa tể. Con xin cúi đầu thờ lạy Chúa. Con xin cúi đầu phục Chúa. Con xin nhìn nhận quyền tôi cao, quyền tuyệt đối, quyền duy nhất của Chúa trên con. Ngoài Chúa ra, không ai làm Chúa của con nữa. Một mình Chúa làm chủ đời con, để Chúa cứu con khỏi tội lỗi, khỏi bệnh tật. Vì bệnh tật là hậu quả của tội lỗi, mà Chúa là đấng cứu chuộc duy nhất của con. Một mình Chúa đổ hết máu ra mà chuộc tội cho con và chữa lành con. Con xin dâng hồn xác bệnh tật con cho Chúa. Xin Chúa làm chủ đời con. Một mình Chúa mà thôi cho đến mãn đời. Lạy Chúa Giêsu, con xin đặt hết lòng trông cậy của con vào một mình Chúa, vì một mình Chúa mới đủ tình thương, đủ quyền năng mà bênh vực cho con bất cứ hoàn cảnh nào. Một mình Chúa mới đủ trung thành, đủ lòng thương xót mà tha thứ tội lỗi cho con, để con tới nước thiên đàng chắc chắn sau này. Các ơn ấy, con chỉ biết trông cậy vào lòng thương xót Chúa ban cho mà thôi, chứ không cậy vào sức riêng con tí nào. Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương con qua bội, Chúa chết cho con được sống. Chúa là đấng tốt lành đang mến yêu vô cùng. Con xin yêu mến Chúa hết lòng. Vì con yêu mến Chúa thật tình, con xin buồn ghét, từ bỏ xa lìa hết mọi tội cả đời con. Con xin dốc lòng chừa và xa lánh mọi dịp tội. Con xin dâng hồn xác con cho Chúa, xin đổ xuống thánh khí trên con. Ngài sẽ sửa lại mọi sự trong ngoài con. Ngài sẽ ban ơn cho con được gặp Chúa, được kết hợp cùng Chúa, được sống trong Chúa. Ngài sẽ chữa lành cho con. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa dùng quyền năng phục sinh của Chúa là Chúa thanh khi để xua đuổi mọi ảnh hưởng của ma quỷ, của tội lỗi, của bệnh tật ra khỏi hồn xác con và nhường chỗ lại cho Chúa thánh thần ngự trị. Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã chữa biết bao nhiêu bệnh nhân, cho họ được vui mừng bằng an và được lành bệnh. Giờ đây Chúa đã sống lại rồi. Chúa là đấng quyền năng sinh tử mọi loài. Xin Chúa cũng chữa bệnh cho con, để con được vui mừng bằng an và được lành bệnh, hầu làm sang danh Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa mang bệnh tật con trên cây thánh giá để xoa tẩy cùng với tội lỗi con. Giờ đây con đã ăn năn sám hối, Chúa tha tội con rồi. Xin Chúa cũng xoa tẩy bệnh tật cho con. Lạy Chúa Giêsu, con tin vững vàng, Chúa đã nhậm lời con kêu xin. Con xin tạ ơn Chúa, vì Chúa đã nhậm lời con kêu xin.